Ly hôn xong nở nụ cười tươi trước tòa, cô gái chính thức lên tiếng về sự thật mà chỉ người trong cuộc mới biết. Theo đó, ngày hôm nay, xôn xao trên các diễn đàn mạng xã hội là đoạn clip ghi lại cảnh một cặp đôi vừa bước ra khỏi tòa án và giải quyết thành công thủ tục ly hôn. Trong đó, điểm gây chú ý là cô gái đã nở một nụ cười tươi đầy rạng rỡ, khác hẳn với vẻ mặt đau buồn mà nhiều người khi phải đối diện với hai từ ly hôn. Khoảnh khắc ấy ngay lập tức đã được dân tình chia sẻ chóng mặt. Trong đó nhiều người bình luận tích cực khi cho rằng không phải mối quan hệ nào cũng kết thúc trong đau khổ, mà ngược lại đôi khi còn giúp người trong cuộc hạnh phúc hơn vì cuối cùng đã giải thoát được cho nhau. Không lâu sau đó, nữ chính của đoạn clip đã đăng tải thêm một video mới để đính chính về vụ việc này mà có lẽ chỉ người trong cuộc mới biết. Cụ thể cô gái cho rằng: mọi người bảo em là ra tòa ly hôn, cười rõ là tươi. Ồ, thế bây giờ em ly thân gần 2 năm rồi, người ta cũng có người khác rồi. Thế thì em phải khóc à? Em cười thì kệ em vui thì kệ em. Chẳng lẽ em khóc à? Em khóc à? Ôi, đúng rồi, đúng rồi. Như thế mỗi người mới vừa lòng à? Ôi dồi. Mặc dù lời nói của nữ chính nghe có vẻ hơi thô, nhưng mà nghĩ lại thì hoàn toàn thật. Bởi lẽ chúng ta vì duyên mà đến, hết duyên mà đi, thôi thì giải thoát cho nhau và sống vui lên cũng là một quyết định không tồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.